Xin chào tất cả các bác nha. Lời tiên thì chúc các bác sẽ cũng thời gian và đặc biệt sẽ có những thông tin mới khi xem vào video của em. Và như tôi đề thì hôm nay tôi thành là một chiếc video để chia sẻ cũng giao lưu bác về cái công việc bón phân đợt 1 vào mùa mưa cho cây cà phê kinh doanh bác. Đây là những cây cà phê đã bắt đầu bước vào mùa mưa bác. Ở khu vực chỗ các bác biết nào nhá. Khu vực cái ca lắc lắc cho em là bữa nay đã chính thức bước vào mùa mưa bác. Mưa cũng khá là nhiều rồi. Cây cối cỏ dại mọc cũng rất là xanh tốt rồi. Đây là những cây cà phê sau khi đã ngấm mưa thì trái bên này cũng đã chạy khá là to bác. Đây. Trái chạy khá là mạnh bác. Đây. Nói chung là cứ video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng là cách chăm sóc của từng nhà vườn đó. Cứ chia sẻ lên thôi các bác, cái gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Khi mà trời thời tiết mà đã mưa nhiều bác, mưa khoảng 5-6 trận mưa liên tục, cây cối nó ra rễ mạnh cũng như là đất nó ngấm đủ ngấm bác, đủ ngấm cũng như là ra rễ cũng như là đọt bung như này thì chúng ta sẽ tiến hành vô phân được đúng không bác? Bởi vì đầu mùa mưa thì thường là chúng ta sẽ chưa vô phân vội bác. Đầu mùa mưa thì thường mưa đầu mùa thì có một lượng đạm nhất định, cho nên là chúng ta chưa phải bỏ phân vội, cho nên là chúng ta cứ chờ mưa nhiều đã, mưa 5-6 trận mưa liên tục nữa. Với lại quan trọng đó là chúng ta cứ làm cho cái đợt làm một đợt cả cành tam đầu tiên bác. Đây, các bác cứ cái đợt cành tam đầu tiên với lại đợt chồi đầu tiên của mùa mưa là các bác cứ làm cho sạch sẽ đi, rồi sau đó thì chúng ta tiến hành bón phân cũng chưa có vội, chưa có muộn đâu bác. Với cân trọng là các bác chờ cho trái nó chạy như này rồi thì chúng ta tiến hành vô phân là đúng hợp lý đúng không bác. Trái nó chạy như thế này là bắt đầu sương trưng to nên là chúng ta vô phân là giúp cho trái nó chạy đều cũng như là to đều đúng không bác. Về cái phần phân bón để bón cho cái đợt 1 cho cây cà phê này thì thường là cũng tùy vùng, cũng với lại tùy cách chăm của từng nhà vườn đấy bác, cũng tùy con khoảng là kinh nghiệm của từng nhà vườn đó. Còn ở khu vực cho em cơ bản để bón phân cơ bản thì thường là cái đợt 1 của cây cà phê thì thường là chúng ta sẽ bổ sung các dòng phân có hàm lượng đạm nó cao xíu bác, thường là các dòng 16-16-8 cộng thêm TE nữa. TE là trung vi lượng bác, các bác nhớ mua các dòng phân thì có thêm trung vi lượng nữa để giúp bổ sung đầy đủ các thành phần trung vi lượng cho cây cà phê của chúng ta luôn, tránh trường hợp thiếu chất thì đặc biệt là thiếu các thành phần như là canxi hoặc là bo thì rất là dễ rụng trái. Và khi mà trái to thì rất là dễ rụng trái mà nếu mà chúng ta bổ sung thiếu các dòng phân thiếu các trung vi lượng như là canxi hoặc bo ấy. Cho nên là các bác nhớ bổ phân thì nhớ bổ sung thêm các dòng trung vi lượng như là bo và canxi đúng không ạ, để hạn chế rụng trái sau này. Đây các bác, trái chạy như này thì một phần đúng hợp lý luôn. Các bác nhớ đầu mùa đợt 1 thì thường là sẽ các dòng 16-16-8 mắc lân kali và đạm với lân thường cao hơn dòng kali đợt 1 mắc. Kali thì thường là cái giai đoạn là làm nhân ấy mắc. Giai đoạn làm nhân thì chúng ta mới bổ sung nhiều thôi. Còn giai đoạn đợt 1 này thì thường là sẽ bổ sung các dòng đạm cao, lân cao. Quan trọng nữa là phải có các dòng trung vi lượng mà. Đây, trung vi lượng canxi, bo, magie giúp cho cái cà phê của ta nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, chạy trái nó tốt quá. Với cái liều lượng thì cũng còn phụ thuộc vào kinh tế của bác nữa, với lại là tùy thuộc vào cái tán cà của ta nữa. Tán cà mà rộng thì chúng ta sẽ bón nhiều hơn. Nói chung cái liều lượng thì còn phụ thuộc vào tán cà nữa, với lại tùy thuộc vào kinh tế nữa. Ở cái giai đoạn mà giá phân nó đang tăng cao này thì chúng ta cũng nên sử dụng bón phân cho nó hợp lý để có lời mà, chứ chúng ta bổ sung phân nhiều với lại là không hợp lý, không hòa học thì thực sự là cái loại phân cao này thì khả năng có lời là chúng ta thường là sẽ thấp hơn đấy mà. Bởi vì giá cả thì vẫn như thế mà giá phân nó tăng thì chắc chắn là cái thu nhập của chúng ta chắc chắn là bị giảm sút mà, chưa kể là tình hình dịch bệnh sâu hại nữa. Còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đó. Các bác nhớ lưu ý là cân nhắc cái lượng bón đó. Chúng ta sẽ bón từng ít một cho tránh trường hợp chúng ta dồn vào. Thường là sẽ, nếu mà phân NPK vào mùa mưa thì thường là sẽ 3-4 đợt mà. 3-4 đợt tránh trường hợp chúng ta bón một đợt, hai đợt mà nó nhiều quá. Cứ chia nhỏ nó thôi, 3 đợt đi. Chứ mà chúng ta bón gom 1-2 đợt mà bón nhiều quá thì cây nó không hấp thụ hết ấy, lãng phí. Cho nên chúng ta thường là sẽ chia nhỏ thành nhiều đợt thì cây nó sẽ vừa đủ cho cây nó hấp thụ các bác, tránh trường hợp nó lãng phí phân của chúng ta. Đấy là về liều lượng.
Còn về cách bón thì bác nào có điều kiện nhất là chúng ta sẽ có ống có tưới, có ống có sẵn thì chúng ta sẽ tiến hành bón rồi tiến hành tưới. Lúc đấy thì sẽ đảm bảo được phân nó tan và hấp thụ được liền chứ bác. Tránh trường hợp chúng ta bón phân xong mà không có gặp mưa bác, tránh trường hợp nó bị phơi phân như vậy thì cái lượng phân nó bị bay hơi cũng khá là nhiều bác. Nên là để đảm bảo nhất thì bác nào có điều kiện là chúng ta sẽ tiến hành bón cái rồi tưới, cái là phân tan, cái là nó ngấm nó hấp thụ được ngay bác. Như thế thì sẽ không bị lãng phí phân. Còn về bón thì các bác nhớ là bón đều xung quanh tán bác. Đây, các bác nhớ nếu mà bón mà để cho trời nó mưa thì chúng ta sẽ bón đều vại xung quanh tán ấy. Cách gốc khoảng 20 đến 25, nói chung là cách gốc khoảng 3, cách cây gốc, cách trong gốc khoảng 3-40 phân gì đấy bác ha. Nói chung là xung quanh tán này. Đấy bác, rễ nó ở phía ngoài này nhiều mà. Tránh trường hợp chúng ta bón nó dồn cục lại một chỗ mà, dồn cục một chỗ thì mưa nó cũng không thể nào mà hòa tan được hết mà. Nó chỉ hấp thụ được ở khu vực rễ đó thôi. Rễ nó, rễ cả nó phủ xung quanh tán, cho nên chúng ta cứ vại đều xung quanh tán ra cho nó rễ cây nó hấp thụ được đều. Với lại là tránh trường hợp chúng ta bón cục, với lại là tránh trường hợp chúng ta bón dồn vào trong gốc quá. Các bác cứ theo mép tán này mà vại các bác. Như vậy thì rễ nó sẽ hấp thụ được hết phần luôn các bác. Tránh trường hợp lãng phí phân. Giai đoạn phân đang đắt như này rồi. Bón phân là cả một vấn đề bác. Đảm bảo cho cái cây của chúng ta nó xanh, nó phát triển bình thường, nhưng mà cũng phải đảm bảo cái kinh tế của chúng ta nữa. Chứ mà bao nhiêu tiền mà cứ đổ hết cho cây cà phê thì thôi. Đúng đó luôn bác, giá cả thì bấp bênh á. Ok, như vậy là video chia sẻ giao lưu về cái công việc bón phân đợt 1 vào mùa mưa cho cây cà phê kinh doanh này của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.